bằng Kiều Rưng Rưng vì con trai, tiết lộ ca khúc khó quên trong sự nghiệp. Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, bằng Kiều nhận được sự động viên của con trai 3 tuổi. Nhờ vậy, anh có thêm động lực để tỏa sáng trên sân khấu. Bằng Kiều xuất hiện bên cây đàn guitar, thể hiện ca khúc Hè Muộn tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng với cuộc hội ngộ của 33 người đàn ông nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở vòng đầu tiên, các anh tài được chia thành 8 đội với tiêu chí đồng điệu về dòng nhạc, hình ảnh hoặc câu chuyện. Họ sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo và cùng nhau thể hiện tiết mục nhóm. Bằng Kiều được sắp chung đội với nghệ sĩ nhân dân Tự Long, ca sĩ Tuấn Hưng và danh thủ Hồng Sơn, có 48 giờ tập luyện cho phần thi của mình. Bằng Kiều chia sẻ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình thực tế đầu tiên anh tham gia. Nam ca sĩ bật mí với show âm nhạc này sẽ có những điều tôi chưa bao giờ thực hiện trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình. Nhận được lời chúc của con trai, Bằng Kiều có thêm động lực để tỏa sáng trên sân khấu trước lúc trình diễn. Bằng Kiều rưng rưng khi xem được clip con trai động viên tinh thần mà ban tổ chức chuẩn bị. Chứng kiến khoảnh khắc này, nam ca sĩ nói, mấy đứa trẻ con rất đáng yêu. Tôi hoàn toàn không biết gì về clip này nên khi nhìn thấy con mình, cảm giác vừa bất ngờ, vừa xúc động. Giọng ca 7X nói đây sẽ là nguồn động lực để bản thân cố gắng hoàn thành tốt bài thi đầu tiên ở sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trên sân khấu, Bằng Kiều thể hiện ca khúc Hè Muộn. Anh xuất hiện bên cây đàn guitar vốn là nhạc cụ gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật của mình. Màn trình diễn của giọng ca 7X nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Bằng Kiều kết hợp ăn ý với các anh tài khác trong chương trình được biết, Hè Muộn là bài hát đầu tiên Bằng Kiều sáng tác. Nam ca sĩ bộc bạch, đó không chỉ là kỷ niệm của tôi mà còn với nhóm Quả Dưa Hấu. Lúc đó chúng ta chưa phát triển mạng xã hội. Tôi luôn cố gắng tạo ra năng lượng tích cực để truyền tải đến các bạn trẻ. Hãy sống chân thành nhất có thể. Sau đó, Bằng Kiều có màn kết hợp với nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Tuấn Hưng, danh thủ Hồng Sơn trong ca khúc Quê Hương Tuổi Thơ Tôi và Nếu Có Yêu Tôi. Anh lần hiếm hoi khoe vũ đạo, khiến khán giả thích thú. Đối với tôi, nhảy là cái gì đó chông gai. Cách đây hơn 20 năm, tôi có luyện nhảy khi ở nhóm Quả Dưa Hấu. Lúc đó Tuấn Hưng đã rất vất vả khi dìu dắt những bước nhảy của tôi. Đến hôm nay, tôi mang tâm thế tờ giấy trắng để học hỏi những điều hay ho của các bạn trẻ. Anh chia sẻ. Lý do khiến Hồng Sơn duy nhất quyết tâm tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với phần thể hiện này, Bằng Kiều nhận được 470 điểm bình chọn. Trong khi đó, Tuấn Hưng là anh tài cao điểm nhất trong đội với 1.260 điểm.